Ồ, oh, cơm oh. này lên. Bỏ xương lọc em. Wow. Cho nó xé lên luôn. Thấy là anh thay cái này bằng cái xé giùm em nha. Đây đây thì gà xé. Cái này giống như người ta bóp gỏi vậy cả nhà. Bữa tiệc đã tới cho cậu học sinh này. Cậu nói là vui, cậu nói là chủ yếu gặp anh là chính thôi, chứ ăn là em ăn cũng sức cũng trung bình. Nhưng mà cậu học sinh không hề biết là có những cái thử thách nó rất thật em mà. Thực sự thì em chỉ muốn được gặp hai anh thôi, còn 500 ngàn thực sự là em cũng không cần lắm. Em chỉ muốn được giao lưu với hai anh và thử sức cái tài năng của mình thôi. Ồ, đây là một cái biệt thự to quá vậy. Mình mới vừa đi tậu cái cộng đồng mình xây rồi cả nhà. Em mới tậu được một cái biệt thự ở đây hả? Đúng rồi, em là ở Đà Nẵng, em nhiều đất lắm á. Thì bây giờ mình sẽ review cho cả nhà căn biệt thự này. Ghê vậy, ghê vậy. Anh Hùng. Đó, chào em. Hồi nãy là đi kiếm người lạ. Em phải người lạ không? Không, anh quen với người lạ chứ. Ủa? Nhà em đây hả em? Là nhà em hả? Không, nhà em gần đây thôi, nhà nữa. Ok, nói chứ đây là người lạ. Em là tên là Phạm Hữu Đăng Khoa. Em là học sinh của trường Phan Chu Trinh. Và em đã làm fan của anh Hùng được 2 năm rồi. Và trừ mới được gặp anh Hùng. Em thực sự rất là vui khi được tham gia thử thách ăn thử thách cùng người lạ team Phan Đi Hùng. Trừ là bây giờ đúng không em? Trừ là bây giờ đúng không? Dạ. Nhưng mà vui vậy rồi em ăn khỏe không? Dạ, em không tự tin lắm, nhưng mà gặp hai anh thì em tự tin hẳn ra. Bốn phần. Cố gắng. À, thôi bây giờ vậy đi. Ở đây mình thấy có một cái chương trình. Qua đây Khoa ơi. Đây là chương trình combo mua 2 tặng 1. Tặng là tặng nước chanh dây. Đúng rồi, tặng một cái chanh dây nè cả nhà. Thì bây giờ anh cho em một cái thử thách luôn, là bây giờ em ăn 2 combo đi, thì nó sẽ có món chiên cũng như là món gỏi, mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn và cái lượng thịt gà nó cũng sẽ đỡ, nó không quá nhiều, được không? Nó vừa có gỏi vừa có gà chiên luôn. Nó sẽ đỡ ngán hơn đó Khoa. 2 combo ha, 4 dĩa, tự tin không? Bao nhiêu phần trăm? 90. Vẫn còn 10% rồi thôi. Cam là do anh Thế Hùng đặt vô. Hay đấy, đúng là fan cứng cả nhà. Em tới đây thử thách chỉ là 50 thôi, còn 50 là giao lưu với tụi anh. Lấy tiền thưởng hả? Không, giao lưu tụi anh. Fan gặp idol sau 2 năm. Hay quá Khoa ơi. Tuyệt vời, bạn giới thiệu người là hâm mộ này rồi cả nhà ơi. Đây là quán cơm mà anh em mình muốn giới thiệu cả nhà. Gia Vĩnh. Gia Vĩnh. Cơm gà này là cơm gà da chiên giòn rồi đó cả nhà. Miễn phí giao cơm luôn cần. Wow. Thì ở Đà Nẵng có rất là nhiều quán cơm gà đúng không Khoa? Dạ. Nhưng mà mình thấy là Khoa giới thiệu cho mình quán. Cho em. Né hoài à. Nhưng mà thấy Khoa giới thiệu cho mình có quán này thì vừa to vừa sang mà có những cái món ăn cũng đa dạng và rất là đẹp mắt. Nên mình chọn quán này làm địa điểm với thử thách cho Khoa luôn nha. Dạ. 302 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Rồi, vô nào, let's go. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là anh quản lý ở bên tiệm. Dạ, anh quản lý đẹp trai mà còn trẻ nữa cả nhà. Nhưng mà anh quản lý thì mình nghĩ là chi nhánh này, nhưng mà còn bao nhiêu chi nhánh nữa anh? Dạ, hiện tại là còn 4 chi nhánh khác nữa. 4 chi nhánh nữa cả nhà. Đó, anh có thể kể ra được không ạ? Chi nhánh nào, ở đường nào á anh? Dạ, chi nhánh đầu tiên là Gia Vĩnh 1, tại 241 Hải Phòng ạ. Dạ, rồi. Còn Gia Vĩnh 2 là hiện tại tôi đang ở 302 Phan Châu Trinh này. Ở đây. Dạ. Rồi. Còn Gia Vĩnh 3 là hiện tại là tù sự chính. Là tại 129 Lý Tự Trọng. Dạ. Và chi nhánh 4. Chi nhánh 4 là tại 153 Lê Thanh Nghị. Ôi, 4 chi nhánh mà chi nhánh nào cũng không to và chi nhánh nữa. Còn một nữa à? Chưa hết nữa. Năm quán, đây là quán tính em có tính đây nè. À. Dạ. Có 5 quán rồi. Đường Nguyễn Văn Thoại cũng có. Dạ, dạ. Đây, anh này đang chiên cơm nè. Wow, cái hộp cơm bằng giấy bạc luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái này là giữ nhiệt. Giữ nhiệt cho lâu. Giữ lâu là nóng tổng luôn. Bên đây em nghe bạn Khoa này nói, bạn Khoa này cũng là học sinh ở trường Phan Châu Trinh. Thì bạn nói là bên mình ship mang đi nhiều lắm đúng không anh? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu ai muốn đến quán ăn thì cũng có luôn không gian quán. Ồ, nè cả nhà, nhìn những cái phần này nè. Cái này là sao vậy anh? Đó là hộp bạc đó. Để mình đựng gà. Dạ, có để rồi, ok.
cũng không có lại đường gà thêm nữa nhỉ? Đường gà không mà gà thêm đó. Còn cái cơm thì mình sẽ đựng ở trong đây. Anh cái này nhìn giống cái mà ở sân bay quá ha. Ở sân bay mà mình được ăn cái lúc mà người ta delay. Nhưng mà bên mình thì có những món ủa đồ ăn rồi anh Lộc. Xin phép anh đi vô trong đây luôn nè. Lộc quay trong đây. Đó. Cái đó giống như heo quay hả anh? Dạ đúng rồi, nó gọi là ba chỉ dùng da đó. Ba chỉ. Em thấy nãy anh có một cái miếng sườn bự lắm. Mấy cái miếng sườn mà đã chiên bột, tẩm bột rồi đó. Đó là sườn chiên giòn đó. Sườn chiên giòn. Giờ chắc anh cất rồi cả nhà ơi. Đó. Rồi thì cái đó là cần giữ lạnh. Nhưng mà lát nữa em gọi thì anh cho em chiêm ngưỡng cái mầm đó nha. Cái mầm nó dịch. Cái miếng sườn nó bự đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi. Đó thôi, một phần ở bên đây giá như thế nào vậy ạ? Dạ một phần trung bình là tầm 35. 35 lấy phần đặc biệt. Đặc biệt là 80. Đó. Dạ. Đặc biệt như là Dương Châu thêm ba chỉ, Dương Châu gà cánh. Anh Lộc, quán này làm em nhớ một quán ở Sài Gòn. 142. Cơm gà Ba Đình. Rồi nhờ bây giờ nhờ mấy anh bếp mà biểu diễn nha. Thế mình làm cơm gì anh này? Dạ cơm gỏi đúng không? Gà xé với lại xé, với lại cái ức gà. Ồ. Wow. Hay. Bếp ở đây rất là an toàn luôn á. Dạ. Bếp mở. Dạ. Ồ. Những kỹ năng này không phải là ai cũng làm được. Cái này mà anh làm á Khoa, cơm nó bay đến cái sàn trước luôn này mà. anh có thể đảo quẹo vào được không? Nhiều quá là đánh. Ơi hay là mình thay một miếng gà bằng một miếng sườn đi. Ha. Đúng rồi, cho mới, cho cái món ăn nó mới lại xíu. Vậy là hai phần gà xé, một phần ức và một phần sườn sườn chiên. Nghe thôi là thấy ngon chứ em. Một phần ức nó bự quá vậy. Ủa, đúng luôn luôn anh. Ở đây mình đặt qua những app nào vậy anh? Dạ ở đây là có app Biming, Grab với lại Foodie luôn anh. Ba app. Dạ, với cái tên là cơm gà Gia Vĩnh. Dạ đúng rồi. Dạ. Ồ. Cơm thêm. Thêm lại đây. Dạ. Ủa cái gì vậy? Cái này là cơm giòn chưa? Ồ. Cái này lạ nha, cái này lạ. Đặc biệt luôn, chỉ có tại Đà Nẵng. Kiểu như cái đó là nó sẽ ăn vào nó giòn giòn, nó thơm. Dạ, đúng rồi, ăn giòn, cơm giòn. Hay quá ha, đây nè cả nhà. Giống như cơm cháy vậy á. Nhưng mà được là từng hộp, chứ không phải là từng miếng bự. Anh quên, hồi nãy quên nói anh. Anh thay cho em một cái miếng ức đó bằng một cái miếng sườn đi. Dạ, ăn miếng sườn đi cho nó mới lạ. Dạ. Thỏ miếng sườn đó đó cả nhà ơi. Nhìn như miếng bánh tráng vậy ha. Rồi. Đó phần ức với cái cánh. Một giòn. Ồ, cái da rất là giòn. Giòn nha. Đây một phần mang về cả nhà ơi. Xong rồi các bạn sẽ ép giấy rồi nè, nó giữ nhiệt. Ui, nó đang nóng hổi mà em đưa tay vô luôn ha. Mấy bạn làm riết quen rồi. Bây giờ mấy nhắm mắt bạn cũng làm đúng không em? Ui. Cắt cái cánh lên đây nè. Nó bự quá là làm nó phồng lên luôn. Ít thì hôm nay một mình bé Khoa sẽ ăn 4 dĩa. Ít hả? Để ăn no, uống bé lắm. Ăn no đi. Thôi. Cơm ở đây nếu mà ăn ngon quá muốn ăn cơm thêm thì bao nhiêu anh? Một phần cơm thêm 10.000. Nếu một dĩa là 10.000, còn một chén là 5.000. À đó đó. Rồi giờ là đồ ăn nè ha. Bỏ xương lọc em. Em lên tìm thử đi. Bỏ xương lọc. Dạ. Rồi đắp lên. Wow. Cho cái xé lên luôn. Ừ.
Thôi là anh thay cái này bằng cái xé giùm em nha. Hai cái xé. Một dĩa xù. Một cái xù nè anh Lộc. Nhìn nó kiểu như nó cứng đơ luôn á ha. Nó không phải là nó úp vô cơm mà nó phồng lên, nó cứng ngang, nó giòn. Đây thì gà xé. Nhiều đấy. Cái này giống như người ta bóp gỏi vậy cả nhà. Ủa chỉ kìa. Cũng nhiều luôn á. Đây, em trai, em có clip không? Dạ có. Em có clip. Mà em ăn được 4 dĩa này không? Không. Nếu mà được cho em ăn thi với bạn này luôn. Ok, có gì có clip ủng hộ nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bưng ra luôn. Dạ, ở đây phục vụ chuyên nghiệp á. Mình tính bưng mà anh kêu là ra ngồi đi để cho mấy bạn bưng. Bữa tiệc đã tới cho cậu học sinh này để ăn chiều trước khi đi học. Thì mình cũng được cậu học sinh này chia sẻ là lúc mà cậu gặp mình á, cậu rất là vui, cậu nói là chủ yếu gặp anh là chính thôi, chứ ăn là em ăn cũng sức cũng trung bình. Nhưng mà cậu học sinh không hề biết là có những cái thử thách nó rất thật em mà, chứ không phải là diễn xong rồi cắt rồi lấy đồ ăn ra đâu em. Nên hôm nay cố gắng nha, ước mơ vào quân đội thì phải ăn sao cho coi được nha. Rồi, 3, 2, 1 bắt đầu. Let's go. Mùi là khoa. Mình sẽ bắt đầu ăn cơm với mình. Mình thấy cái cách Khoa nói chuyện á, giống như là Khoa cũng có sở thích làm review hay gì nè. Dạ. Đây là canh thường đi. Canh này canh gì em? Dạ, nó canh rau cải nha. Canh rau cải. Canh này là rong biển. Style. Chén này là bao nhiêu vậy? Cái này là cái càng với đi chút gà là cũng có điểm. Còn đây là một chén thì canh rau cải đi kèm tôm gà miễn phí nè cả nhà, mà nhìn có ngon. Cảm ơn em nha. Cái này là canh rong biển có thịt. Rong biển 15k. Ủa anh Khoa ơi, cảm nhận món ăn. Cảm nhận món ăn. Khoa có cái cách ăn nào thì tốt nhất thì em cứ ăn thôi. Dạ. Bánh mì chảo. Bánh mì chảo ba bình. Ủa quán này là anh chị hả? Quán anh chị. Đó là trùng hợp vậy. Còn em quên nghi thức không? Muốn Khoa chiến thắng mà em lại quên cái nghi thức đó. Khiến cho Khoa mất đi phần nào nhuệ khí á. Có duyên quá mình gặp anh chị chủ này sáng ở bên quán bánh mì Bà Bình. Bây giờ em Khoa ơi, em cũng không ngoại lệ, nếu như chiến thắng thì có tiền về để lấy tiền này về làm gì Khoa? Thực sự thì em chỉ muốn được gặp hai anh thôi, còn 500.000 thực sự em là em cũng không cần lắm. Em chỉ muốn được giao lưu với hai anh và thử sức cái tài năng của mình thôi. Nhà của Khoa thì cũng không có gì ngoài điều kiện. Nên Khoa xem những cái vật chất mà Phân Hùng để ra. 100.000 này nếu như em ăn hết thì bao nhiêu tiền xăng. Sự nhiệt tình của em vì đã đến với kênh ha. Cố lên em. Rồi nói mọi người là mình rất là vui khi mà mình gặp được hai anh. Nãy giờ nó ngoài luôn á cả nhà. Thì cái cảm xúc mà mình nói chung là fan cứng thì không thể nào mà diễn tả được cái từ fan cứng rồi. Ăn cơm không vậy ông? Nhìn Khoa có nét giống một anh Khoa lắm. Anh Khoa ở nước ngoài mà mở hotpot á. Hotpot hả? Đúng rồi. Hotpot á. Cái cách Khoa nói chuyện cũng kiểu như là nó vui vui á cả nhà. Nhưng mà Khoa bắp thì cao 1m8 nhưng mà em chỉ cao 1m78 thôi. Khoa nhiều, Khoa bắp kéo giò lên có 1m7 em ơi. Đúng không? 1m8 luôn rồi. 1m8 luôn hả? Dạ. Khoa dữ. Cố lên. Sáng anh đi ăn bánh mì, anh gặp anh dì chủ nè. Dạ. Anh dì chủ đã thấy anh ăn 5 phần bánh mì chảo. Thì bây giờ tới em á, chứng kiến cho chị chứng kiến đi. Là những khách mời kênh Phân Hùng ăn rất khỏe. Nói chung là kênh Phân Hùng thì đặc sản là ăn nhiều rồi. Em thì em tìm tới kênh Phân Hùng bằng cái gì đó là đơn giản là em muốn kích thích cái khả năng mà ăn uống của em. Vì em khá là chán ăn. Ồ, mọi người ăn. Chán ăn
mà đăng ký căn bụng cùng người là đó nha. Có động lực là nãy giờ em nói là rất là vui khi mà gặp hai anh đó. Tức là 4 giải cơm như thế em nói là rất là nản luôn á. Nhưng mà vẫn không để cản lại được sức nóng của hai anh. Biết đâu hôm nay em ăn với tụi anh xong rồi em phát hiện ra là em có khả năng ăn nhiều luôn thì sao? Cái này là em bất ngờ đó. Biết đâu được Khoa. Bây giờ anh nói này cho em tưởng tượng nha. Clip này á không chỉ những người ở Việt Nam xem mà những người ở châu Mỹ, châu Âu, thậm chí là châu Phi có thể xem được em luôn. Thì những anh mà châu Phi á, cao to đen hôi á, những anh đó ăn rất là khỏe em. Nhưng mà để mình sánh vai á, giống như bác Hồ nói, sánh vai với cường quốc Nam Châu á, là mình phải ăn khỏe, phải chứng tỏ người Việt Nam mình ăn cũng không thua kém nha. Dạ. Người quân nhân tương lai ơi, cố lên. Mình nhìn cái cách ăn của Khoa là mình biết là Khoa nói thật rồi cả nhà ơi. Từng muỗng Khoa đưa vào, Khoa cảm giác như Khoa cảm nhận cái nó xong Khoa mới nuốt chứ không phải là Khoa ăn. Thì mình ăn thì mình phải ngon trước tiên cái đã, còn no thì tính sau. Chiến thuật của Khoa như là ăn cơm trước rồi ăn đồ ăn sau á Khoa. Dạ em thì em ăn ở đâu cũng được, em muốn để phần ngon lại nhất. À chắc là Khoa đã có chiến thuật cho riêng mình rồi, Phân Hùng chắc hiểu á. Nhưng mà anh gửi cho em nha, có những món mà em ăn hết đồ không ngon rồi em ăn đồ ngon thì được. Dạ. Những này em ăn hết 4 phần cơm rồi em còn được để em ăn lại đồ ngon. Dạ. Tôi rất sợ nghe mọi người. Nhất rồi. Đó, đó. Đồ ăn mà anh mừng rơi nước mắt em mà. Cổ cắn vô nó kêu quá. Khoa em có nước nè, em có thể nhấp miếng nước vô cho dễ nuốt nha Khoa. Nước chanh dây. Cái vị của miếng sườn như thế nào Khoa? Rất là giòn, nói chung là ngay giòn thật sắc luôn. Nhưng mà nó bự quá ha, to. Rất là mềm mọi người, dai nhưng mà mềm. Dai nhưng mà mềm, rồi còn giòn nữa. Em nghĩ là dai là cái lúc mà xé nó dai, nhưng mà cái lớp thịt thì nó mềm. Cái đúng rồi. Kiểu như cái hợp hài hòa. Rồi. Cắn vào nó giống như là mình ăn khoai tây chiên, cá xê. Mà miếng thôi sườn này bự nha. Khoa ơi, em có người yêu chưa? Dạ, chưa anh. Chưa. Em muốn học trước rồi yêu sau. Học trước rồi yêu sau. Giống như khổ trước xuống sau. Vậy này 45k nè cả nhà. 45k nhưng mà rất là chất lượng nha mọi người. Kiểu như là người ăn lao động á, họ bỏ ra 45.000 để họ ăn lại những phần cơm như này, bù lại được cái ngày làm việc của họ, rất là xứng đáng. Cái ngày đặc biệt mình nghe nói vậy cái mình hiểu cách Khoa muốn diễn đạt đó cả nhà. Nghĩa là nếu 45.000 mà một người lao động á, ngày nào cũng ăn thì khó lắm. Mà ngày nào đặc biệt, ví dụ như là có lương hay là dẫn con đi thưởng thức một món gì đó, thì 45.000 này nó rất đáng để bỏ ra để trải nghiệm cái món ăn. Ồ, hãy Khoa ăn nhanh hơn rồi nha. Hay lắm em à. Chung thì anh em mình á là cũng khi mà đưa ra điều kiện thi thì mình cũng đã nói trên clip rồi, nhưng mà nếu mà Khoa ăn mà mình không được thì cũng nói nha. Dạ. Chứ mình không nên cố gắng quá sức. Dạ. Tại vì anh biết em hâm mộ á, nhưng mà như Khoa nói Khoa hâm mộ anh em mình nên muốn gặp giao lưu. Dạ. Thật ra ví dụ như mà em không ăn nổi được 4 phần đi. Dạ. Thì em có thể ra chơi thôi. Dạ. Anh mời em ăn với cơm cũng được. Còn em có cái người bạn của em anh khỏe giới thiệu cho anh, rồi em với người bạn nó cùng đi. Dạ. Ăn ăn thêm dĩa thứ hai. Wow. Rồi là còn thêm dĩa nữa ăn vẫn được. Mình trả lời, anh Hùng cứ ép em không mà. Bây giờ em lọc nè, em ăn tới dĩa thứ ba rồi em còn chưa biết được sức em ăn hết dĩa thứ tư hay không mà kêu dĩa thứ năm. Đúng không Khoa? Dạ. Đó. Những người đàn ông 30 tuổi và cậu bé 17 tuổi nha mọi người. À, nhắc đến đây mới biết Khoa là cậu người là trẻ nhất từng tham gia khách nha. Bây giờ Khoa đã đổi chiến thuật. Hồi nãy ăn cơm trước, đồ ăn sau, giờ thì ngược lại. Tại cái này nó không có bị giòn nên Khoa ăn nó không sợ bị nóng, nên Khoa ăn nó trước. Nhưng em có cảm giác là Khoa nuốt rất là nhanh luôn. Khoa chỉ cần nhai mấy cái là Khoa nuốt thôi á. Thì những miếng gà này thực sự là mềm hơn những miếng mì là cũng giòn. Cái mềm thì mình ăn nó cũng dễ trâu thôi. Đi đến những vùng miền á, mình nghe những cái giọng nói các bạn á, mình cũng học hỏi được một số thứ á nha. Chứ mình học được cái cách nói các bạn mềm hơn,
những cái thứ kia. Không có những người ở Hùng người ta không thích là mình nhái tiếng ở đâu. Nhưng mà anh em mình ở cả nhà không có bất ý gì đâu, chỉ là mình kiểu như mình thích cái cách mà mọi người nói cái tiếng địa phương của mọi người á. Yeah. Nên mình tập nói theo thôi, chứ mình không có ý là mình nhái theo để mình cười nhạo gì đâu. Nên cả nhà thông cảm. Cái giọng đó thì đâu có gì gọi là phải chậm đâu. Mỗi vùng miền là có một cái văn hóa riêng, nên là cái chữ viết này và cái giọng nói của họ cũng khác. Quá đẻ. Ví dụ như người Sài Gòn thì họ đa phần khẩu phần ăn của họ là sẽ ngọt hơn với lại những cái vùng miền khác. Cũng ngọt hơn nên là cái lời nói họ thường là họ sẽ cũng ngọt ngào như lời nói của họ đó. Em thích có bạn gái Sài Gòn không? Thích thì thích thôi chứ còn mà duyên đâu mà tới anh. Anh sẽ mai mối em. Các bạn nào mà ra đây ra Hội An Đà Nẵng chơi á. Thôi sợ quá, Sài Gòn sợ lắm. Cám dỗ hả em? Hoa lệ em anh. Hoa lệ. Xem ra cậu học sinh này cũng nổi chuyện đấy. Hoa cho gì và lệ cho gì? Hoa. Biết không? Đang ăn mà ông nào cũng hỏi khẳng. Nhưng mà mình xin trả lời là hoa cho tình và lệ. Lệ cho người nha mọi người. Cho tình và lại cho người. Khoa có học chuyên về cái ngành nào không em? Ví dụ chuyên về môn gì không? Dạ em thích môn văn anh. Rồi đúng rồi. Trong đúng lớp rồi. Bắt tay. Rồi. Vậy thì mà quay là chỉ trí tưởng tượng bay xa luôn. Vậy thì phải tập lớp cho. Em thì em không sợ một ai ngoài môn văn. Ủa? Không sợ một ai ngoài môn văn nữa. Ý là môn văn là em lớp đó, trong đó là Khoa vô địch rồi. Anh sẽ cho một câu thơ cho Khoa đối lại coi. Không sợ quá, cứ nói là em... Ủa? Trong lớp không sợ ai mà ra em sợ anh Lộc hả? Sợ... Đang căng thẳng mà. Sợ nhảy số không kịp. Thì em cứ ăn và vừa ăn vừa suy nghĩ. Mời bỏ sự lập tiếp chiêu. Hôm nay ăn 4 dĩa gà. Một câu cơ. Máy này hay ha. Khoa, hôm nay ăn 4 dĩa gà. Đố lại đi em. Khó nữa trời. Thôi mình vừa ăn vừa suy nghĩ đi em. Dạ dạ. Lúc cuối mình đói là cũng được. Bởi vì mình không thể làm một công việc mà hai lúc rồi đó mọi người. Hả? Hai việc một lúc. Hai việc một lúc rồi. Rất là lú mọi người. Qua giống như những cậu học sinh mà kiểu gương mẫu á cả nhà. Đó. Đúng là những người lạ mỗi người một cái tính cách cả nhà. Có những cái nét hay, cái nét thú vị của họ. Em hôm nay em đi quay clip ba mẹ em có biết không? Dạ biết, em nói là em quay với Vinny Hùng mà. Ba mẹ em cũng xem cây nên là ba mẹ em biết chứ. Rồi. Mình không thể tưởng tượng được là cái sức nóng của cây Vinny Hùng là không tới được châu Phi đúng không mọi người? Đấy là nãy anh nói á, là clip mà mình là người châu Phi cũng coi được luôn. Nói chung là anh Lộc muốn truyền đạt một thông tin đó là em nghĩ đó là hay, là mình người Việt Nam là không tiến chứ không lùi. Không chịu khuất phục ai. Nhưng mà nãy giờ thì anh em mình nói chuyện phím rồi. Bây giờ em thấy cái món gà ở đây sao? Để nhận xét đó thì em thấy món sườn là cái món mà em thích hơn món gà này. Vì món gà này thì nhà em làm được. Còn món sườn này thì phải ra tiệm họ mới chiên ngon. Mà chiên là họ vừa cân bằng được cái sự gọi là giòn nè, mềm nè, dai nè. Nói chung là người thợ bếp họ có trình độ. Họ làm nên được thương hiệu gia đình không phải là cái câu chuyện dễ dàng không ạ. Nói chung là cái chỗ này á, mình biết tới á, là do là họ nói là ba mẹ mình ship thì mình ăn thôi. Kiểu như cái ở đây người ta mạnh vào cái chiên đúng không em? Dạ. Nên mấy món gà chiên nè, mấy món sườn chiên nè. Mà bây giờ anh cũng thấy có lỗi với Khoa quá. Hồi nãy mà mình ăn kêu chỉ một dĩa có thịt là gỏi thôi thì Khoa đỡ, tại vì mấy cái phần này nó còn có xương chứ kêu gỏi là toàn là thịt nạc không à. Khoa ăn cái xương rất là nhanh nhưng mà qua cái gỏi này Khoa ăn vẫn còn thịt nhiều lắm đó. Gặp mấy anh là vui đầu nên là em cũng không để chị hết.
Bây giờ clip này lên không chỉ người ở các châu xem được, ba mẹ xem được luôn. Em có muốn nhắn gửi gì với ba mẹ em không? Con muốn nhắn gửi ba mẹ sau này khi mà con học tuyệt giỏi là con sẽ tự hưởng cho mình những thần cây như thế này, mà không nên nhờ đến đồng tiền của ba mẹ nữa, tự hưởng tự ăn luôn. Bởi vì đồng tiền mình làm ra nó là trân quý mọi người. Mình làm miếng gà, họ làm miếng gà cho mình ăn, rồi mình trả tiền cho họ. Sự là một điều rất là ấy mọi người. Cao quý á. Dạ. Mình làm cái đồng tiền, rồi mình sử dụng cái đồng tiền họ, đồng tiền nó một cách hợp lý. Mình ăn mình cảm thấy ngon, mình cảm thấy là cái bữa ăn nó là đáng với một ngày làm của mình, là thật sự rất là khó mọi người. Bởi vì là trừ là em thấy là thường mấy bạn ăn nhiều chứ còn mà để phải biết. Trong trường em có những đầu ngấu không? Dạ em đó anh. Ủa? Ôi trời. Phải rồi. Vậy là Khoa không ngán ai rồi. Nói chung là mình khiêm tốn cho mọi người. Mình không tiết lộ nhiều về bản thân quá. Không tiết lộ nhiều. Ăn rất là chậm rãi. Cái còn xương đó. Xương thì mình cũng phải bỏ qua ha. Dạ. Em thử phần cơm khác mọi người. Cũng biết dùng chiến thuật đấy. Đó là anh em. Ba mẹ mà thấy em ăn cái này ba mẹ chắc khóc luôn. Kiểu không khóc chưa bao giờ thấy Khoa ăn nhiều như vậy. Mà hôm nay thấy con mình ăn giỏi như vậy thì ba mẹ sẽ rất là thương. Và cho tiền để ăn một tháng cơm gà luôn. Như là anh Hùng với anh Lộc đó thì anh có một cái mục đích của mà anh là mà anh còn đi làm. Chứ còn mà em mà đi học mà ăn uống hoàng cao hôm nay thì sức mà một tiêu cho hết. Anh Lộc thì dạy võ khá là tiêu tốn ATP nhiều. Đó chứ em bao nhiêu phần trăm bụng rồi Khoa? Dạ khoảng 80 đó anh. Rồi. Thôi vậy thì cái dĩa này chắc là mình gói để chút nữa Khoa mang về cho mẹ. Còn em ăn ở đây tới khi nào mà em cảm giác em no quá thì thôi. Cái đó để siêu tính anh chứ chịu nói hơi sớm nữa. Hay không? Đúng, mỗi lòng nói á. Những gì cậu học sinh này nói rất là bình thường, nhưng mà ẩn trong đó là những sự không bình thường tí nào đâu. Ăn như vậy thì mấy con chó nó ghét em á. Trẻ hắn ăn. Khoa có anh chị em gì không em? Dạ có một chị. Một chị mà đi lấy chồng mà. Chị em lấy chồng ở Đà Nẵng luôn hả? Chồng thì sinh ở Hà Nội nhưng mà làm việc ở đây nên là ở đây luôn. Chị với em cách nhau sao? Xa anh, 11 tuổi lận. Rồi. Chị em là sinh 95. Mà chồng chị em là khoảng ở bên Lộc á. Khoảng từ bên Lộc là 32 tuổi thì phải. 95 là tuổi heo á. Heo vàng. Tự nhiên ăn xong mới nghĩ đến cảnh tượng mà cả trường biết mình hay răng trời. Sợ quá đi thôi. Ngày mô là lên trường thằng này ngăn với lại Phinh Đi Hùng. Em cái đó em đâu phải là cái gì mà mình phải giấu giếm đâu. Dạ. Tại vì mình đã chấp nhận lên đây đã gặp mấy anh rồi. Thì phải tự hào lên. Đâu phải ai cũng muốn gặp mấy anh cũng gặp dạ. Được đâu. Đó, Khoa giống như là đại diện cho trường Phan Châu Trinh và đã được Trinh Phinh Đi Hùng chọn. Nhiều khi hiệu trưởng sẽ có những cái băng rôn á dán trước trường là chào mừng em Khoa đã hoàn thành thử thách của Phinh Đi Hùng. Làm mới đi thi môn gì mà vậy? Thi môn cơm gà. Mặc dù là nước miễn phí nhưng mà họ làm rất là được cho mọi người. Không phải là nước lậu nữa. Nghĩ xíu. Rồi, nếu mà xíu đi. A few minutes later. Bắt đầu vô ăn lại nha mọi người. Tiếp tục lậu. Anh sẽ là làng dấu mới. Làm kế bên Khoa. Tiếp này động lực cho Khoa. Nãy giờ Khoa cũng nghỉ mệt đi tới đi lui cả nhà ơi. Thấy rất là cố gắng. Nhưng mà mấy giờ là Khoa đi học vậy Khoa? Tới giờ rồi. Bây giờ là 5 giờ 15 rồi. Dạ thôi để em gặp trẻ xem được. Em có nghe câu đi học trễ nghỉ học luôn chưa? Thôi được trễ xíu chứ không mất bữa học á. Quá quyết tâm. Học
Bà Lộc không vậy em? Lý à. Lý hả? Bà là gần chỗ khách sạn anh với anh Lộc ở đúng không? Ừ. Thế là đi cùng đường về đó. Chút mà anh sẽ chở em về. Không biết sao mà. Ý là anh chở em tới đó rồi em tự chạy tới lớp. Ok anh. Cảm ơn ghê luôn ghê chưa? Ghê chưa? Nếu mà Khoa cảm giác mệt quá thì anh sẽ lấy dây em ra em Khoa lại. Nếu Khoa ăn xong nó Khoa bị đuối á, Khoa bị chập mắt em rồi, giống như con hùng. Ờ Khoa đá hai chân quá. Em làm gì có trường hợp đó. Chỉ là em ngủ quên nha. Có câu là căng da bụng trùm da mắt em. Măng no quá là cái mắt em nó cứ muốn sụp xuống muốn ngủ không à. Ăn chập buồn ngủ. Bao lâu nữa em ăn cơm lại? Em không biết nữa. Hỏi còn hỏi khó thiệt đó chứ. Ăn bài gì nữa là chắc là sáng mai chưa ăn lại nữa. À, sáng mai em tới ăn cơm nữa hả? Không. Nhịn luôn. Mình ăn nhiều quá mình cái giá trị cái bữa cơm mình giảm xuống với mọi người chứ không là ăn một dĩa là đối với người ta là quá sức tuyệt vời rồi. Bạn có ai đi từ thiện không? Không anh. Hình như năm lớp 11 nên là cuối năm có từ thiện á, chắc em đi. Mà Đà Nẵng mình cũng thấy ít người vô gia cư lắm đó nha. Đi ngoài đường buổi tối mình thấy ít người vô gia cư lắm. Dạ. Nếu mà để phát cơm từ thiện giống như ở Sài Gòn khó kiếm. Ừ, hơi khó đó. Ở Sài Gòn em là đi ra phút là có người vô gia cư. À. Trong khi có những người ta không phải vô gia cư nữa mà người ta ra ngồi đó để người ta dạ. Làm những cái phần các từ thiện. Cái mức mức độ người bị bắt thì mà hình không như là không có chế độ của anh. Ví dụ như là em thấy là mấy người mà xin ăn biến tướng là bị công an phường rồi họ cho vô mấy cái chỗ như là cái tạo không cái chỗ mà chuyên dành cho những người đó. Ví dụ là nếu gọi là chi à cái gì mà họ già hay vô cái kiểu đó không có chỗ riêng của họ. Nhưng mấy người đó là lang thang là họ không biết thôi chứ mà họ được nuôi nữa chứ có chế độ. Bán mấy số thì ở Đà Nẵng này thì còn ví dụ mà trong những cái quán nhậu là mình thấy có nhưng mà công an gặp là bắt hết. Không cho ví dụ mình làm rất là xấu ở Đà Nẵng anh. Cũng như Sài Gòn thì nhiều khi là nó rộng quá họ khó quản lý. Cái mức độ chênh lệch giàu nghèo của họ cũng nhiều nữa. Chứ em xem clip mà ở Sài Gòn á gần bệnh viện mà gặp mấy cái chỗ nó chu cha là họ nằm họ ngủ mà thấy là tội. Họ con người mà họ sống không giống con người nữa. Họ con bạc cũng còn tìm chỗ để ngủ với con người ngủ chi mà ngồi đường thấy thật tội. Anh đi này càng nói chuyện anh thấy là kiểu như tầm đời giống như một ông cụ non vậy. Có ai nói như vậy không? Thì mình không được phép thất bại mà anh, mình chỉ được học cách học và thất bại cho những người khác thôi. Mình học thất bại là những người khác chứ mình không phép thất bại. Đôi khi mình phải thất bại thì mình mới có câu là tại là mẹ thành công chứ. Không, thời buổi trừ là cũng không được phép thất bại luôn. Thất bại là chỗ môn đứng nữa. Sợ quá. Sợ quá. Chặt cái thôi đó, để rồi. Rồi. Để cho em có động lực đó. Dạ. Rồi. Ok, vậy đi, hôm nay là 4 dĩa của Khoa nè. Thì Khoa ăn được 3 dĩa cả nhà. Nói chung, nói chung không, cũng không sạch mấy mọi người. Bữa giờ người thắng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà người thua thì cũng phải có thôi. Tại vì kiểu như Khoa là một người có sức ăn giống bình thường vậy á. Dạ. Đó, nhưng mà hôm nay Khoa cố gắng mang được 3 dĩa. Vậy là cũng hay rồi. Thì em ăn được 3 dĩa là dữ rồi. Dạ. Thôi mình gửi qua một phần quà tượng trưng đi. Không, em nói chung là em nói từ đầu là em không lấy rồi. Em chỉ muốn gặp mấy anh lên clip rồi cho vui đó thôi. Gặp mấy anh là vui rồi. Mà anh không đưa cho Khoa là sẽ rất là nhiều anh tìm fan sẽ nói. Tại vì Khoa vẫn cố gắng rồi. Khoa nhận cái này coi như là giống như là tụi anh lì xì cái may mắn của kênh để theo Khoa để giống như là bỏ trong túi. Đây là anh, đây là Thùng. Vía nhiều, ăn nhiều. Vía ăn nhiều. Thôi kiểu ngại lắm mình à. Anh đi fan mà nói ác nữa. Đúng rồi, anh đi fan ác lắm em. Anh đi fan nhưng mà đưa nó cũng chửi nữa. Nhưng mà cái này là anh đưa bằng cái tấm lòng của anh. Em có nhận tấm lòng của anh không?
Thôi anh đã nói là tấm lòng của anh là thôi nhận thôi chứ. Đây cũng hơi ngại đấy nha mọi người. Anh sẽ gói cái này cho Khoa mang về. Dạ. Em cảm ơn anh. Rồi, bỏ ăn hết canh luôn cả nhà ơi. Ôi. Rồi đồ ăn phải tốt cái đó để mình dễ nuốt á, giờ thì bà đi học nữa. Kiểu như là vui chính cũng thời gian mình đang thi mình cũng căng thẳng á, mà gặp hai anh mình nhẹ bớt. À, bây giờ đang thi học kỳ đúng không? Đang thi vét hết để vét hết mấy cái 15 phút của anh kìa. Hết cái cục điểm để thi học ở thi học kỳ. Ồ. Vậy thì chúc Khoa sẽ có một kỳ thi học kỳ sắp tới đạt được kết quả cao nhất. Cảm ơn mọi người. Món ăn ở đây thì em là người duy nhất ăn ở món ở đây. Em thấy sao? Trải nghiệm thế nào? Thấy là trong ba món ăn á thì mình thích nhất là món cơm sườn nha mọi người. Cơm sườn rất là theo mình thì rất là ngon, mọi người đáng thử. Thì tới Đà Nẵng thì có dịp thì ra ăn cơm sườn đây là chiên chứ không phải là nướng như là ở trong Sài Gòn. Cơm tấm là một cái khác nữa. Đà Nẵng cũng có nhưng mà mình nói phạm vi ở trong bữa ăn đi thôi là mình thích cơm sườn nhất. Thì ngon. Rồi nói chung thì anh cũng hỏi em nhiều cái lắm. Tức như là để cho em tâm sự, em trải lòng. Dạ. Thì cuối cùng á thì em có nói lời nào để nhắn nhủ với gia đình của mình hay không? Dạ. Như là để gia đình của em thấy được là Khoa bây giờ đã trưởng thành rồi. Em có nhắn nhủ với gia đình của mình không? Con muốn là sau này con sẽ thật thành công để con có thể là tận hưởng cho mình những bữa cơm. Không dừng lại ở những bữa cơm mà có thể là tận hưởng cho mình những căn nhà, những cái đất đai rồi kiểu là tiền bạc trước, xong rồi có một cô vợ đàng hoàng, sẽ là theo mình suốt đời, cả đời luôn cũng được. Có ba mẹ, có vợ, có con rồi thì mình phải làm giàu từ gia đình mình trước rồi xong mình mới cống hiến cho xã hội chứ, đúng không? Lý tưởng đấy. Rồi thì thôi, series nó cũng dài rồi, em cũng gần tới giờ đi học rồi. Xin phép kết thúc tập này ở đây. Ok. Xin nói lại nha cả nhà, các bạn nào tham gia thi á thì sẽ ăn từ 4 phần trở lên rồi mình sẽ đủ điều kiện để mình tham gia. Còn khi mà tham gia giống như Khoa để gặp mặt anh em mình cũng như để trao đổi hay là để chia sẻ cái tâm tư á, mình có thể kiếm phụ anh những bạn nào ăn khỏe, sau đó em đăng ký vào bạn đó. Và khi bạn đó ăn thì em vừa cổ vũ cho bạn đó và vừa có cái dịp để anh em mình gặp mặt nhau nữa. Dạ. Nó sẽ rất là hợp lý luôn cả nhà. Rồi thì một lần nữa, nếu như những bạn người là nào muốn đăng ký tham gia, hãy liên hệ qua fanpage của anh em mình Funny Hùng và Zalo mình sẽ để ngay đây nha cả nhà. Ok, thì kết thúc clip. Anh em mình có fanpage trên Facebook, những người yêu mới thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Funny Hùng Vlog và kênh Thúc Võ Sư Lộc. Đừng quên tóc của mình là Funny Hùng 16 Võ Sư Lộc và hai tên khác là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong ngày tới như các bạn có bất cứ hát nào thì đã là mình ứng cho mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà công thức nha. Ok, subscribe mọi người. Yeah.